Chào anh em á, bên mình giới thiệu anh em máy chú Diết Trì hàng Nhật nha, hàng Nhật xuất khẩu, điện 220 dễ xài luôn. Giá thì rẻ hơn cái hàng vải nữa mà nguyên hộp mấy người ra băng. Đó, thử động dừng rồi mấy. Nhật rồi nha. Hai màu xanh màu đỏ, hàng điện mới chưa xài á. Thị trường nó bán qua thị trường Singapore, châu Âu 240 V, gửi giao mới tinh, thêm 220 về bắt cái chui vô, nó chưa xài, nó chưa rắc chui nữa. Thí dụ nó bán qua Singapore thì nó bắt ba cái chui bự ha, còn nó bán qua thị trường khác thì nó xài chui khác nữa, nên nó để dây vậy đó, nằm trong hộp. Mình câu điện sẵn cái rồi, tại vì nó chưa có kẹp. Con này cũng vậy nè, có điện rồi nha, mới đút vô thử đó, lưỡi mới tinh luôn, là lưỡi này luôn. Nó cũng khá an toàn nha anh em, khi nào đút vô nó mới chạy, đút Diết Trì vô thì Diết Trì chú bằng máy á, mình mới thử rồi, chú bằng máy thì nó sẽ nhọn hơn. Nó là tối ưu cho Diết Trì ruột cứng nha, thì tại vì cái đầu nhọn nó cao đó. Mình dễ điều đúng đường thai cái này giờ mình bẻ, thí dụ mình bẻ gãy đi, nó đang nhọn lắm mà nè. Cây này giờ hơi mềm á, cái này như là 2B 3B gì đây, mỏng mềm lắm. Đút vô nó mới chạy, đút vô đây là nó chạy nè. Đó, sát vô là nó đứng nha. Đó, hết rồi. Đó. Đó. Đứng là nó nhọn rồi nè. Chạy là trước thôi, đó, nhọn. Mềm, Diết Trì này mềm, cứng chút sẽ đẹp hơn nữa. Hơi dơ trong này, lâu lâu lấy cái bàn chải á, quét nhớ rút điện. Công suất nó nhỏ thì nó cũng không đến nỗi nguy hiểm lắm, nhưng mà mình làm mình cẩn thận. Cái này phù hợp với anh em nào mà xài Diết Trì nhiều ha, và thích chút nhọn nè. À, mình là những người dẻ hay là gì đó, hoặc là cái chỗ nào mà như mình làm cái công việc mà đào tạo coi giảm dẻ hay là gì đó, chút cho mấy em nó dẻ xài Diết Trì nhiều á, mình cần cái đầu nhọn, với dù nó tà chút là mình xài không được, mình đút thêm một chút nó phù hợp cho mấy cái việc đó. Cái dây xanh lá sọc vàng này là dây vỏ nối mát nha, nên không có xài nói vỏ. Ở Việt Nam mình phải có nối đất mình mới nói vô điện rồi đấy, không có được nè. Nơi đó mình không có xài, lúc vô là nó chạy là vô sát ở trong là nó đụng cái mặt vít ở trong nó gần lại. Để thẳng nhờ cho cái bờ dớ rớt đi. Đó, hết rồi nè. Đó, bắt đầu nó nhọn rồi đó. Đúng. Nó đụng cái mặt vít trong á. Cho mình xài rất quen. Cây này là nó chú không được đẹp là do cây này nó hình oval chứ nó không phải tròn nha, mà vẫn chuốt được.
À, cái này nè, nó cạnh vậy nè ha. Xoay lên nè. Đó, hình tam giác. 7 ly mấy nè. Hình này có 6 ly mấy à ha. À, nó vẫn suốt bình thường. Chú ra cái mũi không chắc không chấm mấy. Nếu mà nó tròn mình đẩy nó còn sâu hơn nữa. Rồi cái lỗ này lớn nhất là bao nhiêu? Xe lớn nhất là 8 ly rưỡi nha. 8 ly rưỡi. Rút gì? Đó. Đó, anh em nào lấy mình gửi cái này vô nha, mấy cái này có còn có đặt tim thì mình lấy tim, có số lượng ít mà hàng như giá cũng cực tốt rồi. Nói chung là đợt này giá vậy là tốt, nếu mà mua hàng vải mà bình thường ví dụ mình mua ngoài vải nó trầy trầy nó xấu xấu rồi chứ cũng khó mà mua được cái giá này để về bán nha, cũng ra giá này lắm nè. Đó là giá mình thấy là tốt luôn, mà nó có số lượng vài chục cái anh ơi, nên cứ lấy một cái để dành nhà xài. Nó giá 200 mấy thì nó tính ra nó bằng 2-3 cái đồ chuốt mà thường, mà đồ chuốt xoay tay mà loại xịn thôi. Anh em mua loại xịn cũng xịn chút nó cũng mắc phải con này máy luôn, nó rồ hơn. Chứ mình xài quen rồi mình phải chuốt số lượng nhiều và nhanh nữa. Đây rồi, cho mình ghé hôm qua mình bán cái này mà mình bán rồi nha, nhưng mà mình quên test sạc nè, nhiều anh em hỏi quá. Cục pin này nè, pin đắt cao nè, đắt cao rồi cái nó bãi nhìn trong nó hơi dơ dơ thôi, mình đo lại đều rồi, với lại mình cũng để sạch đây thời gian rồi, chung giờ xài adapter nên bán thôi. Cho anh em là xài sạc zin, mình giữ lại cái sạc này để test pin thôi. Pin mặt zin ha, thì mình bấm lên như thế này anh em nào xài là hiểu rồi, đâu phải mạch thay phụ kiện đâu. Zin nè, zin mấy con hai con phét chịu nhiều, chịu tải nằm đây nè anh em, đời cao quá, đời 56 hai con phét dán nó nhỏ xíu rồi nha, mà nó tải mấy chục a đó, chứ không phải là mạch 4 phét 8 phét 10 phét gì của hàng phụ kiện đâu, nó chỉ cần hai con thôi. Đúng chưa? Còn lỗi là đút vô đá liền, tít 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 liền, tại vì pin đầy 4 chấm mấy rồi, nó đã lên đèn xanh rồi nha, đã có chủ rồi. Cho nên mình test rồi kỹ cho anh em coi để về ấy. Thì khi vào pin zin thì mình xài sạc zin nha, và xài những cái máy, nói chung là cái con này thì nó đã có bảo vệ sạc xả rồi, nhưng mà mình khi mình tác động những cái mà không đúng vô cái mặt này á, là nó rất là khó chịu. Ví dụ mình cấp nguồn ngoài mình sạc hay là mình tác động cái gì đó mà nó sai á, là cái chip trong đây nó đọc là nó thấy tín hiệu sai, là nó thấy mất an toàn là nó khóa mạch liền nha anh em. Khóa mạch thì giờ số anh em có tool để mở rồi, nhưng mà nó vẫn tốn kém nha. Cái này thì mình báo trước anh vậy. Rồi, gửi anh đó. Cái này khách quen có mua rồi. Mua là test. Còn một cái cần này cũng có chủ rồi, cái cần KTC tính ra mình bán rồi, mình để xài mình thanh lý vui vui thôi, rẻ hơn bãi luôn. Nếu mà anh em lấy cái cần đúng KTC này mà mấy anh ra băng này anh em mua được giá ngoài bãi 150 là cũng trầy di rất giải lắm, tại người hiếm lắm, có người bán thường là nó cũng 200 mà cần chất lượng. Mình có mấy cây nữa, mới bán 1 cây thôi. À, mà cũng chậm ghê, không biết bây giờ kiếm gì rẻ hơn nữa, sao rẻ hơn nữa này, chỉ có mua cần Trung Quốc thôi. Trước mình cần mình đi mua cần Trung Quốc nha, tròn tròn đây nè, cũng 100 mấy.